tụng đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên Chư Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi, không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình, nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật, gặp 1000 vị là 1000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả bá tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được đi. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con xúc sanh xúc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai. Mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi? Để cùng với trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ, cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc,
mưu mô xảo trá lừa gạt hiếp đáp dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo, tánh hiền lương yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện là những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Như vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nếu chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo, thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm nhằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn, nhiều hơn, để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục, rõ không? Chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có, thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình, ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm, nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta, có nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhưng đạo còn lụm thụm bê bối mà nói chuyện Phật cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi làm sao người ta tu Phật được, có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nó nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó dứt ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. À, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú. Thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi để chặt đầu của thằng tôi, cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó vậy luôn đó. Mà sách vở hôm nay nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ chúng đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì hết kia. Thầy hỏi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim. Mày đặt cái tên này nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong ảnh làm dĩa xong ảnh đặt tên nói ờ cái dĩa con đặt vậy nó ừ thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong nói thầy ơi thì giảng cho con nghe này dĩa nào đưa đây. Rồi giảng gì vậy con nói gì trong đó nữa con không nhớ nữa. Thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài rồi gì mở bài thân bài kết luận đâu. Có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi đưa sách cho người ta đọc luôn khỏi nói mất công phải không. Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Thấy không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không, sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng, A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về.
đi tới đâu lỗ tới đó. Mình tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ, xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Và đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ từ sáng tới tối. Bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Orden. Orden là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích, kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Ở Mỹ thì đi chùa nào thầy làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Đài Loan, làm cực mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quay mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, bệnh gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi, con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chứ vì cái tụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chúng mày. Trong lúc giác tha làm việc huynh đệ ba tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, mà còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá,
nó ngáp ngáp, mình để tay vô cái tỉnh lại, cái mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi, thì nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng hoài đâu có hiểu đâu, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Nhiều khi làm còn cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, cái rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư Bỉ Hầu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, đó gọi là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bệnh đi giật mình nói, ủa sao thầy làm được? Cái gì cũng được hả? Nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? A Di Đà Phật, dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết, chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà mạ cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi. Cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có anh trồng mà thầy đeo có anh trồng một thôi. Thì mới cầm cái tìm kiếm làm cho thầy, thì nói cái kiến mất trồng rồi. Lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy, chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không? Thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ảnh. Ừ. Thầy trả lời liền, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè. Ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Tức là mình tụng đại bi càng nhiều, tính an lạc hoan hỷ càng lớn.
quả vị, hiểu không? Chứ không phải là đắc, đắc đắc tội cũng có nữa đó. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả? Thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi, tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi. Chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1000 vị là 1000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả bá tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật. Vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nói rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi, phải không? Hả? Sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chỉ đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con, xúc sanh, xúc đạo của mình đi. Thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư Thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình.
mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì trung đạo hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi, để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Như vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo, thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Có nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà. Gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội lên đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nó nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà, nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Có gì chọn đi, chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhị luôn đó, mà sách vở hôm nay nào ghi nổi luôn á.
Nãy giờ trung đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì kia. Thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi anh quay phim. Mày đặt cái tên này nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong ảnh làm dĩa xong ảnh đặt tên nó. Ờ cái dĩa con đặt vậy nó. Ừ thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong nói thầy ơi thì giảng cho con nghe này. Dĩa nào đưa đây. Rồi giảng gì vậy con? Nói gì trong đó nữa? Con không nhớ nữa. Thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài rồi gì mở bài thân bài kết luận đâu. Có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi đưa sách cho người ta đọc luôn khỏi nói mất công phải không. Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà. Nó đập chết á. Phải không. Nói chứ lãnh tiền gì đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa. Lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không còn sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng Di Đà Phật. Bà giữ đi đi con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt đúng không? Rất là đắt luôn mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết. Mình không cần phải lo. Hả gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở mà chỗ nào cũng vậy tất cả đồ mới không à nó cái áo gối mới cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong từ từ sáng tới tối. Bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh nó gọi là ordain là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy cho nên hạn chế. Ở Mỹ thì đi chùa nào thầy làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần nhiều lắm là 2 tuần. Đi khắp nước Mỹ như vậy để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đồ hủ á, ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi. Thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Lài Loan. Làm cực mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu. Không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm. Bền ghê lắm. Rồi bên Mỹ yếu lắm. À, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus tức là cái vi khuẩn á mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu. Đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả. Hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi.
mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện, nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em bá tánh chúng sanh giống như mình, đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có tụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha chúng mày. Trong lúc giác tha làm việc cho huynh đệ bá tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm, chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp, cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc, chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô có tỉnh lại, rồi mình nói bây giờ chỉ còn có niệm Phật mới sống thôi, để nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Nhiều khi làm mình cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Thế nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ ngược, tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hậu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha? Rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Tiếng lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bệnh đi giật mình nói, ủa sao thầy làm được? Cái gì cũng được hả? Nghe tiếng động là được hả? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động đi làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết, chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra
con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt. Phật Ma Ra Mục Đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chư mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đầy bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi. Cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó. Rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi. Nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ. Mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy. Cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có anh trồng mà thầy đeo có anh trồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiến làm cho thầy nói cái kiến mất anh trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không, chứ không phải là đắc tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó. Thấy mình hơn người ta là đắc tội đó. Phải không? Tu là không hơn ai. Người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua. Thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình. Cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi, để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên Chư Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. À, xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ. Trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi. Chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn. Thì một ngày nào đó, tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ. Thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm. Mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị. Thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp. Lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật. Vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nói rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ,
gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong súc đạo thôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đầy đi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con súc súc sanh súc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi để cùng với trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Súc đạo cung, súc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, mưu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung súc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Như vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung súc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tụng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung súc đạo đó luôn, để nhằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm. Có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này. Thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Có nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà. Gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn.
nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói, nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình đó. Nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền, lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đại Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó dứt ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đại Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá, cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá, tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi để chặt đầu của thằng tôi, cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn, có gì chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhị luôn đó, mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ chúng đạo nói gì nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết, nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì kia, thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi anh quay phim, mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa, ảnh đặt không mà chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, cái dĩa con đặt vậy, nó, ừ, thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, này? Con không nhớ nữa, thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bây giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho người ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Thấy không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái, thấy quay lại thấy toàn là người già không, làm sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng, A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Rất là đắt luôn, mà càng tụng, càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó, cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, thì từ sáng tới tối bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình. Bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Cho là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á, ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn.
Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ, cứ về làm ăn đồ Lài Loan, làm cực có mà về cái rồi bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ, bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Đã bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi. 18 năm. Không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em bá tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có đụng cái câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chứ vậy. Trong lúc giác tha là vì chúng đệ bá tánh, là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi rồi cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp, cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc, chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô cái tỉnh lại, cái mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi, thì nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Và khi làm mình cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ ngược, tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hậu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, trái trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha? Rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một
người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn thầy đã Mỹ mới về mà đem cái mỏ theo nhà con, chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên thì để cái đầu người bệnh, thầy ngó toan 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bệnh đi giật mình nói ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à, thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không, cái chén kiểu nghe toan toan đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà tâm truyền tâm, cái tiếng động chỉ làm phương tiện thôi cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát, rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê, những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi, đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, mình tâm sự với chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì, cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào, tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc lục lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiếm, cái kiếm nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiếm ra phi trường thì rớt, còn có một trồng mà thầy đeo có một trồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiếm làm cho thầy nói cái kiếm mất một trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiếm mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó, thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không, chứ không phải là đắc 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 tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không, muốn thắng là đã bại, kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tụng đại bi đi, giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị, rõ không? Rất là rõ ràng ha. Tụng đại bi là mình giao thân mạng này cho chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. À, xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi, tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi. Chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn,
Thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ. Thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong súc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi? Đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con súc súc sanh súc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi? Để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành, nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc, nhưng mà ở mức giới hạn nào đó cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ. Đó là Phật đạo. Thì vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tụng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo.
rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn, nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có, thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình, ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối còn nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặn là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô làm sao người ta tu Phật được, có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hả, mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi hay là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Có gì chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhị luôn đó, mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ chúng đạo nói gì nghe trong sách đâu, chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà, nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực, nói cảm ứng hết, mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi, bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì hết kia, thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi anh quay phim, mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, cái dĩa con đặt vậy, nó, thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, nói, con không nhớ nữa, thầy con không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho người ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái, thấy quay lại thấy toàn là người già không, sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng, A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình là sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, thì từ sáng tới tối bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình. Bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh. Nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh.
Ở Việt Nam thì không dám làm bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Ví dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm ngoài vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Ở Mỹ thầy đi chùa nào thầy làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để làm chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nó đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó, ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ, cứ về làm ăn đồ Đài Loan làm cực quá, mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não, ông ngoài hai quen mổ cái não hai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẹ lắm, Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm, đã bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả? Tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi, con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi, 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện, nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có đụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chứ vậy trong lúc giác tha làm việc cho huynh đệ ba tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm, chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy tay khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô, có tỉnh lại rồi mình nói bây giờ chỉ còn có niệm Phật mới sống thôi. Thì nó sợ chết quá, nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy. Hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà. Dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha. Thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không. Không có làm luôn đó. Và khi làm mình cằn nhằn. Làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi. Mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao. Bởi vì mình còn nợ nó mà. Hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận. Còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi.
Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nhưng tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hầu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ quan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy gõ ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói, ủa sao thầy làm được? Cái gì cũng được hả? Nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại. Còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo. Cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc lục lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có 1 chồng mà thầy đeo có 1 chồng một thôi. Thầy mới cầm cái tìm kiến làm cho thầy nói cái kiến mất 1 chồng rồi. Lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không? Chứ không phải là đắc tội cũng có nữa đó. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha.
tụng đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hãy thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi, không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình, nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật, gặp 1000 vị là 1000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hãy sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, đó là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con, xúc sanh, xúc đạo của mình đi. Thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư Thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì trung đạo hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi, để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo, nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc,
mưu mô xảo trá lừa gạt hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo, tánh hiền lương yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện là những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong thiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Thì vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nếu chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo, thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục, rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có, thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình, ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối còn nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được, có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội lên đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hả, mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đại Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nó nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đại Hàn cho hết tập đi, phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú. Thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô Niết Bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn Niết Bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhị luôn đó. Mà sách vở hôm nay nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ Trung Đạo nói gì có nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì hết kia. Thầy thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi anh quay phim. Mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không mà chưa bao giờ đặt tên. Anh coi xong anh làm dĩa xong anh đặt tên nó cái dĩa cũng đặt vậy nó thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong nói thầy ơi thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó nè, con không nhớ nữa, thầy con không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài rồi gì mở bài thân bài kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi đưa sách cho người ta đọc luôn khỏi nói mất công phải không? Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ đấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không làm sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về.
đi tới đâu lỗ tới đó. Mình tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Được, rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ, xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ sáng tới tối. Bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin, là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích, kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào, đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn, càng lớn, càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á, ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nó đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Đài Loan, làm cực mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quay mổ cái não hai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, bệnh gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi, con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi, 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị cái tụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chúng mày. Trong lúc giác tha làm việc cho huynh đệ ba tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Trung đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá,
nó ngáp ngáp, mình để tay vô cái tỉnh lại, cái mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi, thì nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Nhiều khi làm còn cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, rồi quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ ngược, tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hầu bất xử kỹ, trước là xử mình, sau không xử ai hết, rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha? Rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin, phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, đó gọi là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Tiền lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu, cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bệnh đi giật mình nói, ủa sao thầy làm được? Cái gì cũng được hả? Nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát, rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết, chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi cái gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có 1 chồng mà thầy đeo có 1 chồng một thôi. Thầy mới cầm cái tìm kiến làm cho thầy nói cái kiến mất 1 chồng rồi. Lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không? Thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè. Ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn.
quả vị, hiểu không? Chứ không phải là đắc 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 tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị, rõ không? Rất là rõ ràng ha. Tụng đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả? Thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi, tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó, tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết. Mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi, phải không? Hả? Sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi? Đi biểu lộ cái tánh người, đó là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con, xúc sanh, xúc đạo của mình đi. Thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư Thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình.
mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì trung đạo hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi, để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo, nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, là những việc tốt lành, nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc, nhưng mà ở mức giới hạn nào đó cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Thì vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm. Có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này. Thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối còn nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà. Gặp mặn là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu. Đúng không? Còn nhìn cái mặt còn ăn cơm không được nữa. Vì mà nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nó trần tục thấp hèn. Cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á. Nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hả, mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đại Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đại Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhị luôn đó. Mà sách vở hôm nay nào ghi nổi luôn á.
Nãy giờ trung đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà, làm sao có sách ghi? Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi, cầm cái gì kia. Thầy ơi, thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em phim, mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa, ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, ờ cái dĩa con đặt vậy, nó ừ, thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, nói, con không nhớ nữa, thầy con không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho người ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không, làm sao gặm nổi. Bỏ hết vô thùng, A Di Đà Phật, bà giữ đi, đi con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình là sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Ừ, rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ sáng tới tối. Bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích, kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào, đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn, càng lớn, càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á, ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nó đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Đài Loan, làm cực mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não hai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. À, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi. Thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu. Đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả. Hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi, con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi, 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi.
mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện, nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em bá tánh chúng sanh giống như mình, đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có đụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha chú mày. Trong lúc giác tha làm việc chung đệ bá tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô, nó tỉnh lại, mình nói bây giờ chỉ còn có niệm Phật mới sống thôi. Thì nó sợ chết quá, nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Hồng không có làm luôn đó. Nhiều khi làm còn cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, rồi quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ ngược, tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hậu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói, ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động chỉ làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại. Còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo. Cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra
con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt. Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chư mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đầy bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi. Cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó. Rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi. Nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiếm, cái kiếm nó làm cho thầy. Cái thầy cầm cái kiếm ra phi trường thì rớt còn có 1 chồng mà, thầy đeo có 1 chồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiếm làm cho thầy nói cái kiếm mất 1 chồng rồi. Lúc đó thầy đang đeo kiếm mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó, thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không, chứ không phải là đắc tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó. Thấy mình hơn người ta là đắc tội đó. Phải không? Tu là không hơn ai. Người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua. Thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình. Cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi, để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên, cho Phật, cho Bồ Tát. Cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì. Hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất. Hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi. Không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ. Trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi. Chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn. Thì một ngày nào đó, tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết. Mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1000 vị là 1000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy. Và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ. Thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh. Tai thì nghe Phật âm. Mũi mình sẽ nghe được Phật hương. Lưỡi sẽ nếm được Phật vị. Thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp. Lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật. Vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ,
gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc động thôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đầy đi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con xúc xúc sanh xúc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật Pháp và có cơ hội biểu lộ chánh Pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh Pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi, để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh Pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật Pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán, đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Thì vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tụng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm. Có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này. Thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn.
nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền, lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hả, mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đại Hàn, không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn Số Đề, không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã, nó tìm mọi cách nó dứt ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức, rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3 4 đêm liền phim Đại Hàn cho hết tập đi phải không, nhưng mà mình niệm Phật hay tụng Đại Bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá, cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó dứt ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá, tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu, hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá, rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng Đại Bi để chặt đầu của thằng tôi, cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có 2 người, một là tôi, 2 là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn, quý vị chọn đi, chọn ai? Tự tự chọn niết bàn. Tụng Đại Bi là hiểu nó nhảy luôn đó, mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ Trung Đạo nói gì nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà, làm sao có sách ghi? Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết, nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì kia, thầy hỏi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim, mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa, ảnh đặt không mà chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, cái dĩa con đặt vậy, nó, thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, nói, con không nhớ, nói, thầy không nhớ. Nói. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho người ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hả, ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á, phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ với bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không làm sao gặm nổi. Bỏ vô thùng A Di Đà Phật, bà giữ đi, đi con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mình tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt đúng không? Được, rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ sáng tới tối. Bên Mỹ á là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Còn ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về, ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác, cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần, là đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó, đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nó đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó, ăn vô là bệnh chết luôn.
Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ, cứ về làm ăn rồi là lo làm cực, cứ mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não thay ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ, bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Đã bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào bị men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật, đến chi để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi. 18 năm. Không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em bá tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị cái đụng cái câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha chúng mày. Trong lúc giác tha làm việc cho huynh đệ bá tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Trung đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dửng dửng thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô, cái tỉnh lại, cái mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi. Thì nó sợ chết quá, nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy. Hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà. Dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha. Thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không. Không có làm luôn đó. Và khi làm còn cằn nhằn. Làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi. Mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao. Bởi vì mình còn nợ nó mà. Hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận. Còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hậu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, trái chủ nghiệp lực tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một
người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn thầy đã Mỹ mới về mà đem cái mỏ theo nha con, chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên thì để cái đầu người bệnh, thầy ngõ ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à, thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không, cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà tâm truyền tâm, cái tiếng động chỉ làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả chung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát, rõ không? A Di Đà Phật, dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó, mà dùng chữ mà cho đúng. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có một trồng mà thầy đeo có một trồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiến làm cho thầy nói cái kiến mất một trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị, hiểu không? Chứ không phải là đắc 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 tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại, kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị, rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi, tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi. Chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn,
Thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ. Thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hãy sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong súc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con súc súc sanh súc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh thành con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán, đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Như vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tụng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm nhằm trong cung nhân đạo.
rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn, nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Nếu chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có, thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình, ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặn là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, vậy mà nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết, chứ quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói, nó trần tục thấp hèn. Cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á. Nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hả, mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đại Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nó nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà, nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3 4 đêm liền phim Đại Hàn cho hết tập đi, phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình, cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. À, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú. Thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi, cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô Niết Bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn Niết Bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhảy luôn đó. Mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ Trung Đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà, làm sao có sách ghi? Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi, cầm cái gì hết kìa. Thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim, mày đặt cái tên này hồi nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa, ảnh đặt không mà chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, cái dĩa con đặt vậy đó, thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, nói, con không nhớ nữa, thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hả ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á. Thấy không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không, làm sao gẫm nổi. Bỏ vô thùng A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ sáng tới tối bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin, là một vị này được chữa bệnh tâm linh.
Ở Việt Nam thì không dám làm bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Ví dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Còn ở Mỹ thầy đi chùa nào thầy làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Và đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào, đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn, càng lớn, càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nó đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó, ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ, cứ về làm ăn đồ Đài Loan làm cực quá mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não, ông ngoài hai quen mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm, Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm, hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi, 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện, nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em bá tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có tụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chứ mày trong lúc giác tha là làm việc cho huynh đệ ba tánh, là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm, chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi rồi cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp, cứ làm mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc, chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô, nó tỉnh lại rồi mình nói bây giờ chỉ còn có niệm Phật mới sống thôi, nhưng nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó vậy. Hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà. Dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha. Thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không. Không có làm luôn đó. Nhiều khi làm còn cằn nhằn. Làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi. Mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao. Bởi vì mình còn nợ nó mà. Hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận. Còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi.
Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩa tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hầu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Rồi rõ chưa? Đại bi là để giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực, tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, đó gọi là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Tiền lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thì để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói, ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à, thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không, cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả chung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết, chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thầy rớt, còn có 1 trồng mà thầy đeo có 1 trồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiến làm cho thầy, thầy nói cái kiến mất 1 trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị, hiểu không? Chứ không phải là đắc 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 tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó. Thấy mình hơn người ta là đắc tội đó. Ừ. Phải không? Tu là không hơn ai. Người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua. Thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình. Cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi, để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha. Thank you.
Tụng đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên Chư Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi, không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình, nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật, gặp 1000 vị là 1000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật, vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con xúc sanh xúc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật pháp và có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai. Mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi? Để cùng với trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có 4 cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. 4 cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc,
mưu mô xảo trá lừa gạt hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong thiên đạo thì biết yêu thương ba, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó, cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Như vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nếu chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo, thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm nhằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm. Có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này. Thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà. Gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, giờ nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết, quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói là trần tục thấp hèn. Cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á. Nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nó nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó dứt ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3 4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi, phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. À, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú. Thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi hay là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhảy luôn đó. Mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ Trung Đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì hết kia. Thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim. Mày đặt cái tên này nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không mà chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong ảnh làm dĩa xong ảnh đặt tên nói ờ cái dĩa con đặt vậy đó. Ừ thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong nói thầy ơi thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi giảng gì vậy con, nói gì trong đó nữa? Con không nhớ nữa. Thầy con không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết tờ giấy xuống rồi làm thân bài rồi gì mở bài thân bài kết luận đâu. Có bao giờ đi giảng mà viết tờ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi đưa sách cho ta đọc luôn khỏi nói mất công phải không? Cứ hẳn ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà. Nó đập chết á. Thấy không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy ta là người già không sao gặm nổi.
bỏ vô thùng A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mình tưởng là mình là sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Được, rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ, xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ, xong từ từ sáng tới tối. Bên Mỹ á là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích, kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Còn ở Mỹ thì đi chùa nào thầy làm, từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công, xong làm tới 11 giờ đêm mới về, ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần, là đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào, đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Đài Loan, làm cực có mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao bệnh gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi, 18 năm nay rồi. 18 năm không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có đụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chúng mày. Trong lúc giác tha làm việc huynh đệ ba tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Trung đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi rồi cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức.
bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc, chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô cái tỉnh lại, cái mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi, chứ nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng hoài đâu có hiểu đâu, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Và khi làm còn cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ ngược, tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư Bỉ Hầu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Vậy rõ chưa? Đại bi là để giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, trái chủ nghiệp lực tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nha con. Tiến lên thầy không có cái mỏ, cái mỏ mình sẵn có đây rồi nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thì để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe toan toan đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả chung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại, còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì, cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có con trồng mà thầy đeo có con trồng một thôi. Thì mới cầm cái tìm kiếm làm cho thầy, tôi nói cái kiến mất con trồng rồi. Lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không? Thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè. Ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó.
Thầy trả lời không mắt mắt lớn mắt nhỏ, là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không? Chứ không phải là đắc 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 tội cũng có nữa đó. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tùng đầy bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi để Phật ngự trị, rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho Thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả? Thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. Xin chút xíu, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi. Không có mùi, tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết. Mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả ba tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật. Vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người, chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không? Hả? Sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi, gọi là con. Cho nên mình tụng đại bi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình, rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ, chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con, xúc sanh, xúc đạo của mình đi. Thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư Thiên hộ pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật.
Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật Pháp và có cơ hội biểu lộ chánh Pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh Pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì trung đạo hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai, mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi, để cùng trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh Pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật Pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất, chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ, cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo, cung xúc đạo, nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành, nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc, nhưng mà ở mức giới hạn nào đó cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Nhưng vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại, huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Còn nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi làm sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, giờ nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình á, nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền. Lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó giết ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta là cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Hả, mình mê pháp trần quá tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có cơ hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi để chặt đầu của thằng tôi, cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi, hai là Phật. Hả, mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Quý vị chọn đi, chọn ai?
Tự tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó vậy luôn đó, mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ trung đạo nói gì cũng nghe trong sách không, chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn, mà nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực, nói cảm ứng hết, mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi, bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì kia, thầy hỏi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim mày đặt cái tên này hồi nào vậy, thầy giảng mấy chục dĩa ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong ảnh làm dĩa xong ảnh đặt tên, nói cái dĩa con đặt vậy đó. Ừ thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong nói thầy ơi thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây, rồi giảng gì vậy con, nói gì trong đó nữa? Con không nhớ nữa, thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ, có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài rồi gì mở bài thân bài kết luận đâu, có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi đưa sách cho người ta đọc luôn khỏi nói mất công, phải không? Cứ hẳn ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà, nó đập chết á, phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư cái thấy quay lại thấy toàn là người già không làm sao mà gẫm nổi. Bỏ hết vô thùng A Di Đà Phật, bà giữ đi đi con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình là sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt đúng không? Được, rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Hả, gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Và đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, thì từ sáng tới tối bên Mỹ á là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Ordin. Ordin là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Còn ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm, từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về, ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác, cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần, là đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó, đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn trí tuệ càng lớn, ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đây là nguyên con heo, rằng là heo gì? Heo đồ hũ á. Ừ. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó. Ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ. Cứ về làm ăn đồ Đài Loan, làm cực có mà về cái bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quán mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ. Bên Mỹ bệnh gan chết lẻ lắm, Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao bệnh gan chết liền tại chỗ. Chứ trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên, tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi.
18 năm rồi. Không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị có đụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chú vị. Trong lúc giác tha là làm việc chung đệ ba tánh, là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Chúng đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp. Cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc. Chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô có tỉnh lại, mình nói bây giờ chỉ còn có niệm Phật mới sống thôi. Thì nó sợ chết quá, nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Hồng không có làm luôn đó. Và khi làm còn cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, cái rột quay lại nó chửi mình cũng ừ không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư bị hầu bất xử kỹ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Giờ rõ chưa? Đại bi là để đó, giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, giải trừ nghiệp lực tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố, bướng bỉnh, cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn, thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nhà con. Chứ lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu, cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bệnh ni giật mình nói, ủa sao thầy làm được? Cái gì cũng được hả? Nghe tiếng động là được à? Thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không? Cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà, tâm truyền tâm, cái tiếng động ấy làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi thì mình không dính phương tiện là mình tự tại. Còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo. Cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà lấy bỏ hẳn chữ mà, chúng ta không xài chữ mà, không ai bắt lỗi gì hết. Mà cái ý của mà là sở ngã, tức là tôi là ai?
Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên chữ mà mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì, cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chư mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử trung đạo tụng 3 tháng. Bữa nào trung đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ trung đạo tụng đại bi mấy tháng thôi, cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó, rất là đẹp. Bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi, nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy ha, cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có con trồng mà thầy đeo có con trồng một thôi, thì mới cầm cái tìm kiếm làm cho thầy. Thầy nói cái kiến mất con trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Tức là mình tụng đại bi càng nhiều, tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị, hiểu không? Chứ không phải là đắc, đắc đắc tội cũng có nữa. Tu mà nổi chứng là đắc tội đó, thấy mình hơn người ta là đắc tội đó, phải không? Tu là không hơn ai, người trong Phật tử chúng ta hơn, muốn hơn là đã thua, thấy không? Muốn thắng là đã bại. Kẻ thù mà lớn nhất con người ta là chính bản thân mình, cho nên thắng ta là một chiến công oanh liệt nhất. Tụng đại bi đi giết chết thằng tôi, giết chết cái con của mình đi, để Phật ngự trị. Rõ không? Rất là rõ ràng ha. Đại bi là mình giao thân mạng này cho chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên tất cả những gì còn lại các ngài lo hết. Chúng ta không cần phải tính điều gì, hả, thấy thiện làm, thiện nói, thiện nghĩ, thiện ăn. À, xin chút xíu, à, không biết quý vị chay hay là không chay, nhưng mà lời khuyên này chân thật nhất, hãy trường chay đi rồi sẽ thấy kết quả. Tụng đại bi, quý vị tưởng tượng đi, trung đạo không tắm 3 ngày, mùi vẫn không hôi, không có một mùi hôi nào hết. Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ về, mùi vẫn không hôi, không có mùi. Tại vì mình ăn sạch, mình tụng kinh tối ngày á, là tự nhiên cái mùi người mình nó phát ra một mùi hương, nó gọi là Phật hương. Mình tụng đại bi mà mình lắng nghe tiếng tụng đại bi của mình không ngừng nghỉ, trong lỗ tai mình niệm Phật không ngừng nghỉ, lắng nghe tiếng đại bi, chính mình niệm xong mình lắng nghe luôn, thì một ngày nào đó tự nhiên cái tai của mình nó sẽ mở ra, lúc đó mình sẽ nghe được Phật âm. Hay lắm đó. Con mắt mình nhìn huynh đệ, nhìn đâu cũng thấy Phật tánh của huynh đệ mình. Nhìn ai cũng thấy Phật hết, mỗi người là một vị Phật. Một ngày mình gặp 100 vị, mình gặp 100 vị Phật. Gặp 1.000 vị là 1.000 vị Phật. Trong con mắt mình phải thấy như vậy, và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ, thì dần dần mình sẽ nhìn được Phật tánh của tất cả bá tánh chúng sanh. Mắt thì nhìn Phật tánh, tai thì nghe Phật âm, mũi mình sẽ nghe được Phật hương, lưỡi sẽ nếm được Phật vị, thân nhập Phật cảnh, ý tưởng Phật pháp, lục căn thanh tịnh thì hòa nhập niệm Phật nhất tâm, là mình gọi là vãng sanh viên mãn đó. Dễ ghê không? Đó là chìa khóa đó. Khi lục căn thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh trang nghiêm, thì mình sẽ hòa nhập với chư Phật. Vì chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Rõ không? Rõ ghê không? Ừ, chúc may mắn làm được nha. Hôm nay trung đạo nó rất là rộng rãi về đại bi, nói hết về đại bi luôn. Chúng ta khi tụng đại bi, mình biết là mình diệt trừ cái trần, cái pháp trần trong cơ thể, trong con người của mình, để diệt cái tôi phàm phu tục tử của mình. Trong chúng ta có Phật và tôi. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái tôi của mình thì Phật mới ngự trị. Trong chúng ta có con và người. Chúng ta tụng đại bi đi giết chết cái con đi, chúng ta mới tròn nhân đạo. Hiểu không? Tại sao kêu con người biết rồi phải không?
hả, sống trần tục, phàm phu tục tử quá độ, gian manh quá độ, ác độc quá độ, cái là mình sống hoàn toàn trong xúc đạo của tôi gọi là con. Cho nên mình tùng đầy đi thì mình giết chết cái con đó đi, để chi đi biểu lộ cái tánh người, tức là nhân đạo. Nó rộng ghê ha. Nó có nghĩa là mình giết chết cái tôi của mình rồi mình biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ thấy. Sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi mục đích chính là gạt bỏ cái bụi trần gian, gạt bỏ cái tôi phàm phu tục tử của mình, gạt bỏ cái tánh con của mình đi, cái bản chất con xúc xúc sanh xúc đạo của mình đi, thì dần dần cái nhân đạo sẽ tròn, thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón mình. Đó là đại bi. Đại bi là tất cả. Thầy không phải là nói về đại bi không thôi. Khi chúng ta chấp nhận sống trong đại bi, chúng ta phải biết cách sống để hòa nhập, để tiếp nhận năng lượng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, phát hành nguyện, thì chắc chắn rằng chung quanh mình có rất nhiều vị chư Thiên hộ Pháp hộ trì mình để hoàn tất hành nguyện này, không bao giờ sai. Các ngài phải hộ trì giúp đỡ người phát hành nguyện để hoàn tất hành nguyện. Tại sao? Bởi vì này đã có chánh điện của Như Lai là đây. Đây là chánh điện của Như Lai. Đây là căn nhà của Phật. Còn các vị kia cho dù đã trong cõi giới đó rồi nhưng mà vẫn chưa chắc có thể chứng đắc được như mình. Mình có cơ hội học Phật Pháp và có cơ hội biểu lộ chánh Pháp. Còn các vị bổn phận phải hộ trì những người đang biểu lộ chánh Pháp để hoàn tất Phật sự. Đó là trách nhiệm của các ngài. Trung đạo nói thẳng luôn, các ngài phải lắng nghe, là các vị đó phải hộ trì chánh đạo, hoàn tất Phật sự, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai. Mà bổn phận các vị phải phục vụ, phải làm việc đến chi? Để cùng với trung đạo tiến hóa. Nếu không có cái nhà này, chúng ta không bao giờ thực thi được chánh Pháp. Nếu không có cái nhà này, không bao giờ có cơ hội ngồi xuống để học Phật Pháp. Và nếu không có cái nhà này, chúng ta không có bao giờ có cơ hội trở về với chư Phật. Có phải vậy không? Đúng không? Cái nhà này là một phương tiện duy nhất. Rõ không? Một phương tiện duy nhất chúng ta không biết chăm sóc, không biết trân quý nó, là chúng ta thực sự coi chừng đi nửa đường đã gục ngã rồi đó. Phải biết trân quý, phải biết yêu thương, chăm sóc cái nhà này cho sạch sẽ, cho mạnh mẽ, cho thơm tho. Đừng có đụng cái gì ăn cái đó. Ăn nhiều cái tầm bậy quá, mình sẽ cái tánh con nó sẽ lớn lên. Chúng ta đi vào thế gian có bốn cung, không biết cô có biết cái này không? Xúc đạo cung, xúc đạo nhân đạo, tiên đạo và Phật đạo. Bốn cung này chúng ta đều phải đi vào thế gian. Nếu mà tánh phàm phu tục tử của mình nặng quá độ, dữ dằn, ác độc, ngu mô xảo trá, lừa gạt, hiếp đáp, dữ dằn anh chị đó, là người này là nằm trong cung xúc đạo. Tánh hiền lương, yêu thương huynh đệ, ba tánh chúng sanh, làm những việc từ thiện, làm những việc tốt lành nhưng mà không tu học thì nằm trong cung nhân đạo. Còn trong tiên đạo thì biết yêu thương, biết làm việc nhưng mà ở mức giới hạn nào đó cũng còn hạn hẹp trong cái vòng nào đó, nằm trong cung tiên đạo. Còn những người nằm trong cung Phật đạo là làm việc cho ba tánh chúng sanh, không ngừng nghỉ và không bao giờ có sự tính toán, đắn đo suy nghĩ, đó là Phật đạo. Thì vào thế gian đều có bốn cửa, rõ không? Nên chúng ta sống trong cái tánh con của mình quá nhiều thì chắc chắn mình nằm trong cung xúc đạo. Thành ra mình khó bây giờ có cơ hội tu học được lắm. Nên chúng ta tùng đại bi để rửa sạch và dứt trừ cái cung xúc đạo đó luôn, để nằm trong cung nhân đạo. Rồi từ nhân đạo chúng ta tiến tu nhiều hơn để phát triển cái lòng đại bi, đại từ đại bi to lớn của mình, lúc đó mình mới hòa nhập được Phật đạo. Nhân đạo là một nhịp cầu nối liền giữa người và Phật. Nếu cái nhân đạo này không tròn thì giữa người và Phật có một khoảng cách rất là lớn, đó là địa ngục. Rõ không? Chúng ta không tròn nhân đạo thì cái cầu này không có. Thì cầu này không có thì giữa ta và Phật, với người và Phật sẽ khoảng cách rất là lớn, là địa ngục. Cho nên chúng ta phải tròn nhân đạo trước đi, có nghĩa là đắc nhân tâm, có nghĩa là yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh như mình. Ngược lại huynh đệ bá tánh chúng sanh đều yêu thương mình. Bây giờ hiểu được mình gọi là đắc nhân tâm. Nhờ đắc nhân tâm như vậy cho nên nhịp cầu nối liền giữa người và Phật gọi là cái cầu nhân đạo này, thì tự nhiên cửa Phật đạo sẽ mở cửa đón mình. Nhân đạo tròn rồi, tự nhiên cửa Phật đạo sẽ đón chúng ta. Có nghĩa là tu nhân đi học Phật sau. Ngài Hư Vân nói là lo tu nhân trước đi rồi nói chuyện Phật sau. Nhân đạo còn lụm thụm bê bối rồi nói chuyện Phật, cái bộ xa quá à, có phải vậy không? Bên cạnh đây còn ghét ông này đấy mà, gặp mặt là ăn cơm không vô rồi, đúng không? Thấy cái mặt nó nuốt không vô rồi làm sao người ta tu Phật được? Có phải vậy không? Huynh đệ mình trong đây chưa chắc đã nói là yêu thương nhau giống như nhau, là không có đâu, đúng không? Còn nhìn cái mặt còn thấy ăn cơm không được nữa, giờ mình nói từ bi, trời đất ơi, không biết mắc cỡ.
trung đạo lột trần hết cho quý vị nghe, quý vị thấy là mình xấu cỡ nào luôn. Mình nó khốn nạn, cái tôi của mình nó phải nói, nó trần tục thấp hèn, cái tôi của mình nó kinh khủng vô cùng luôn, nó ăn thịt ông Phật mình đó. Nó chờ cơ hội là nó đốt ông Phật mình liền, lúc nào nó cũng chờ cơ hội nó giết chết Phật tánh của mình. Hay mình muốn ngồi tụng kinh niệm Phật thì nhớ cái phim Đài Loan, nhớ phim Đài Hàn. Không muốn ngồi xuống niệm Phật là nhớ cuốn số đề. Không muốn ngồi xuống tụng kinh là nhớ ra kia nhậu một chút cho nó đã. Nó tìm mọi cách nó dứt ma chướng mà nó ăn thịt ông Phật mình trong mọi hình thức. Rõ không? Mình có thể ngồi xuống mình coi 3-4 đêm liền phim Đài Hàn cho hết tập đi phải không? Nhưng mà mình niệm Phật hay tụng đại bi chừng 15 phút mệt thấy bà cố luôn á. Tức là có nghĩa là mình cái pháp trần nó mạnh mẽ hơn là Phật. Chúng ta cái chủ, ông chủ nhà là tâm mê pháp trần quá cho nên để cái tôi mình nó quậy phá, nó giúp ông Phật của mình. Mình mê pháp trần quá, tự động cái tôi mình nó lớn lên thì ông Phật không có cơ hội ngồi trong nhà này đâu. Hiểu không? Chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật cho nhiều vô để ông Phật này còn có hội làm người thường trú, thằng tôi trở thành tạm trú, muốn đá nó lúc nào đá. Rõ ghê không? Chứ chúng ta tụng đại bi đi chặt đầu của thằng tôi cho thằng tôi nó chết cho rồi đi, ông Phật mới ở trong nhà mình được. Trong nhà này có hai người, một là tôi hay là Phật. Mình chọn tôi là mình xuống địa ngục, chọn Phật vô niết bàn. Quý vị chọn đi. Chọn ai? Tự chọn niết bàn. Tụng đại bi là hiểu nó nhạy luôn đó. Mà sách vở không thể nào ghi nổi luôn á. Nãy giờ chúng đạo nói gì cũng nghe trong sách không? Chưa bao giờ có sách nào viết nổi luôn mà. Nói tầm bậy không mà làm sao có sách ghi. Thực sự nói cái này là thực nói cảm ứng hết. Mình không có nói gì hết. Nói xong về tới nhà là quên chuyện hết rồi. Bao nhiêu chùa giảng rồi cầm cái gì hết kia. Thầy ơi thì giảng niệm vãng sanh viên mãn hay quá thì giảng đi. Mình quay lại hỏi em coi phim. Mày đặt cái tên này nào vậy? Thầy giảng mấy chục dĩa, ảnh đặt không chứ chưa bao giờ đặt tên. Ảnh coi xong, ảnh làm dĩa xong, ảnh đặt tên, nói, cái dĩa con đặt vậy đó. Thầy cũng quên rồi. Tới chừng ta coi xong, nói, thầy ơi, thầy giảng cho con nghe này, dĩa nào đưa đây. Rồi, giảng gì vậy con, nói gì trong đó, con không nhớ nữa. Thầy không nhớ nữa. Có ghi xuống đâu mà nhớ. Có bao giờ viết từ giấy xuống rồi làm thân bài, rồi gì mở bài, thân bài, kết luận đâu. Có bao giờ đi giảng mà viết từ giấy rồi giảng đâu. Nếu mình giảng vậy thôi, đưa sách cho ta đọc luôn, khỏi nói, mất công, phải không? Cứ hẳn ngồi xuống là nói đại cho rồi, nói hết giờ về chứ lãnh tiền rồi mà. Nó đập chết á. Phải không? Nói chứ lãnh tiền gì, đi giảng chùa nghèo, nó tốn thêm tiền nữa, lỗ thấy bà luôn. Một đống lá thư, cái thấy quay lại thấy toàn là người già không, làm sao gẫm nổi. Bỏ vô thùng, A Di Đà Phật, bà giữ đi, con đi về. Đi tới đâu lỗ tới đó. Mà tưởng là mình sư nước ngoài là mình được cái giá đặc biệt, đúng không? Rất là đắt luôn, mà càng tụng càng làm càng lỗ. Tức là tất cả là huynh đệ Phật tử lo hết, mình không cần phải lo. Gọi cái là rồi đầy đủ xong tới nhà có chỗ ở, mà chỗ nào cũng vậy, tất cả đồ mới không à. Nó cái áo gối mới, cái giường niệm ra gì mới tinh cho thầy nằm. Rồi đi giảng đã rồi thì về thì nghỉ xong, từ sáng tới tối. Bên Mỹ là mình có quyền trị bệnh trong tất cả các chùa mà không ai được làm phiền mình, bởi vì thầy có giấy tờ chứng nhận của một cái nhà thờ lớn ở Mỹ là được phép trị bệnh, nó gọi là Orden. Orden là một vị này được chữa bệnh tâm linh. Ở Việt Nam thì không dám làm, bởi vì Việt Nam mình rất là luật pháp rất là phức tạp và khó. Thí dụ địa phương thấy mình làm vậy, đồng ý là mình làm từ thiện, nhưng cũng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương mới làm được. Nếu thầy làm hồi vài người không thích, kêu địa phương tới làm phiền thầy, cho nên hạn chế. Còn ở Mỹ thì đi chùa nào thì làm từ bắt đầu vô chùa giảng xong xuôi là dạy khí công xong làm tới 11 giờ đêm mới về. Ngày nào như ngày đó, 5 ngày sau đi tỉnh khác. Cứ vậy đó, cứ tỉnh 5 ngày hoặc 1 tuần, nhiều lắm là 2 tuần. Là đi khắp nước Mỹ như vậy. Để chi? Để được phụng sự ba tánh chúng sanh, để phụng sự con cái của Như Lai, để báo hiếu cho chư Phật. Để chi? Để được có quyền lợi tâm linh lớn lao hơn, phước báo dày thì học đạo tinh tấn. Phước báo lớn chừng nào đạo hạnh lớn chừng đó. Đạo hạnh càng lớn càng lớn càng lớn, trí tuệ càng lớn. Ở trí tuệ đạo hạnh càng to thì nghiệp lực nó mỏng, có vậy thôi. Nhưng chúng ta phải biểu lộ để độ sinh, làm được gì cho ai cứ làm, không chờ phải hỏi. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ, thiện cứ ăn. Ăn thiện là ăn sao? Ăn thiện là ăn sao? Dạ đúng rồi đó, ăn thiện. Ăn nhưng mà không được làm giả đi ăn nha. Làm con này con kia ăn là cũng còn ác điểm đó. Đó là nguyên con heo rằng là heo gì? Heo đậu hũ á. Còn làm chưa kể mà thịt ba rọi, thầy thấy là thầy không dám đụng đũa nữa đó. Mình thấy mà ớn ghê luôn. Còn chưa kể gà quay, vịt quay làm treo nguyên con giống như Đài Loan vậy đó.
ăn vô là bệnh chết luôn. Bên Mỹ có hai ông thầy bị bú não phải mổ, cứ về làm ăn rồi là lon, làm cực có mà về cái là bỏ đồ sẵn nấu lên ăn xong mổ cái não. Ông ngoài hai quen mổ cái não thai ông. Còn chưa kể bệnh gan chết liền tại chỗ, bên Mỹ bệnh gan chết lẹ lắm. Việt Nam còn rề rề chứ Mỹ bệnh gan chết liền. Bởi vì cái phản kháng, cái đề kháng của Việt Nam bên Mỹ nó yếu, không phải như Việt Nam bên này. Thân thể Việt Nam bên này khỏe mạnh ghê lắm, bền ghê lắm, rồi bên Mỹ yếu lắm. Hả, bệnh là thấy có tử vong rồi. Như thầy ăn chao, gan chết liền tại chỗ. Thì trong chao nó có cái fungus, tức là cái vi khuẩn á, mà người nào men gan yếu là nó đớp chết thôi. Kinh khủng chưa? Thành ra chúng ta phải tu làm sao để mà mình rửa sạch cái pháp trần thế, diệt trừ cái tôi, giết chết cái thằng con đi, thì tự động Phật tánh sẽ ngự trị trong chúng ta bằng cách là không ngừng nghỉ đi đứng nằm ngồi. Không có nghĩa là ngồi xuống trước chánh điện tụng đại bi là tụng đâu, đi đứng nằm ngồi đều có đại bi. Đại bi là tất cả, hay là tụng đại bi không được thì niệm Phật. Đến chi? Để cái tam nghiệp mình không có cơ hội nổi lên. Hả, tam nghiệp không nổi lên tự động là nghiệp lực sẽ tan biến. Trung đạo là người hết nghiệp. Khi con hết nghiệp rồi con không có tuổi. Trung đạo không có tuổi 18 năm nay rồi. 18 năm. Không có tuổi. 60 không có tuổi. Mà nói từ sáng tới chiều nhiều chuyện. Nói không liền nha non. Mà rất là vui, vui để được chia sẻ sự tu học. Mong huynh đệ anh em ba tánh chúng sanh giống như mình. Đó là cái cách duy nhất mà mình độ sinh, gọi là giác tha. Chú vị cái tụng câu nhớ không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn không? Nếu mình tụng tu, mình hiểu được mình là ai, mình thấy bản chất thiêng liêng mình là Phật, sống để biểu lộ tánh Phật, sống để làm việc cho chư Phật, để phụng sự con cái của chư Phật, làm việc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, tức là giác tha, đúng không? Giác tha trên 50 năm nha, chứ vậy. Trong lúc giác tha làm việc chung đệ ba tánh là mình luyện tâm đạo, trí đạo và hạnh đạo. Nếu ba cái này không đủ điểm, lòng đại bi không có, thì 50 năm sau giác hạnh cũng chẳng viên mãn đâu. Phải trên 50 năm. Chung đạo mới có ba mấy năm chưa đủ, phải làm nữa, làm nữa, làm nữa. Chừng 100 tuổi thì cứ tiếp tục làm, còn đi dững dững thì còn làm thôi. Còn nếu mà không làm được là lấy cây khều khều nó cũng được, miễn có khều nó là được rồi. Tức là làm mọi cách giúp đỡ được ai cứ giúp, cái là mình độ sinh, giúp người ta phát triển tâm linh, giúp người ta biết lòng tu học, giúp người ta phát triển bồ đề tâm trong mọi hình thức, bằng cách nào cũng được, miễn làm sao nói được chuyện tu với nó là được rồi. Nhưng mà mình phải lợi dụng một cái cơ hội nào đó đúng lúc, chẳng hạn nó bệnh quá, nó ngáp ngáp, mình để tay vô cái tỉnh lại, rồi mình nói bây giờ chỉ còn cái niệm Phật mới sống thôi, thì nó sợ chết quá nó phải niệm Phật thôi. Tức là mình cho nó cơ hội, đồng thời mình cũng đánh thức nó dậy, hiểu không? Các ngài cho mình phương tiện mà, dùng phương tiện để độ sinh, để chi? Để mình giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tụng ngoài đâu có hiểu đâu, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà có hiểu gì không? Không, không có làm luôn đó. Và khi làm mình cằn nhằn, làm việc cái chư Phật không nhằn ai đó. Nó kệ đó đi, mình làm xong nó phủi đít đi, cái rột quay lại nó chửi mình cũng không sao, bởi vì mình còn nợ nó mà, hiểu không? Nhờ mình nghĩ nợ nó cho nên mình không giận, còn mình nghĩ nó nợ mình nổi điên á. Cho nên mình nghĩ ngược lại đi, để chi? Mình giết chết cái thằng tôi của mình. Phải nghĩ ngược luôn, người tu phải nghĩ ngược chứ đừng nghĩ xuôi. Tại sao mình làm nhiều cho nó mà nó vẫn chửi mình? Nghĩ tại mình còn nợ nó, mình không đàng hoàng nó mới chửi thôi. Mình không thấy, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, thấy lỗi mình thôi. Lúc đó cái tôi mình mới chết được, đúng không? Tiên sư Bỉ Hầu bất xử kỷ. Trước là xử mình, sau không xử ai hết. Rõ không? Thì mình mới giết chết cái con trong người mình, giết chết cái thằng tôi của mình. Vậy rõ chưa? Đại bi là để giúp cho mình không còn bệnh tật, giúp cho mình giải trừ oan gia, trái chủ nghiệp lực tiêu trừ, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng chưa nha, rốt ráo giải thoát. Bây giờ trung đạo nó giải thoát vì không tin phải không? Giải là gì? Giải trừ mê muội, mê chấp, mê lầm, mê mang, mê thế trần, mê trần trần, mê trần gian, mê pháp trần, mê đủ loại thế gian, rất là mê, là giải. Giải cho hết tất cả những cái ngoan cố bướng bỉnh cố chấp của đời sống mình, giải tất cả những gì mà mình vướng mắc, giải hết luôn thì mình mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Giải thoát đơn giản ghê chưa, nó đâu có cao siêu trên trời đâu. Chừng nào mà mình không còn dính vào một thứ gì hết, ngay cả cái tượng Phật trên này nè cũng không, chỉ là phương tiện thôi, mình không còn dính, chỉ giúp cho huynh đệ mình làm cầu thang bước lên giống mình thôi, xong mình không còn chấp vào những cái đó nữa hết, lúc đó mình bước vừa là tự tại. Nếu cái chữ tự tại không xài được thì chữ giải thoát không bao giờ sử dụng được. Phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái gì cũng được. Quý vị tưởng tượng
Có ba cô ni từ ở quận 9 đem một người bệnh tới cho thầy cầu an. Thầy dặn thầy đã Mỹ mới về mà, đem cái mỏ theo nhà con. Tiến lên thầy không có cái mỏ. Cái mỏ mình sẵn có đây rồi, nhưng mà mình cần cái mỏ khác để có tiếng đầu. Thầy xuống thầy lấy chén kiểu cây đũa lên, thầy để cái đầu người bệnh, thầy ngó ton 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 tụng bài kinh hết bệnh. Mấy bà ni giật mình nói, ủa sao thầy làm được, cái gì cũng được hả, nghe tiếng động là được à, thì mình đâu có chấp vô đâu, thấy không, cái chén kiểu nghe ton ton đủ rồi, nhưng mà để lên đầu người bệnh nhân tụng cái nó hết bệnh, nó an lạc hạnh phúc là đủ rồi. Cái tâm mà tâm truyền tâm, cái tiếng động chỉ làm phương tiện thôi, cho nó tỉnh thức, đánh vào Phật tánh của nó cho nó tỉnh thức, cho nó niệm Phật cũng là phương tiện hết. Khi mình hiểu tất cả xung quanh là phương tiện, mình đã hiểu rồi, mình không dính phương tiện là mình tự tại. Còn mình nô lệ phương tiện là không tự tại, mà không tự tại là không giải thoát. Rõ không? Cái gì là Phật dễ ghê. Những gì nói là đạo hết, đạo. Cách hành hết chứ không có lý thuyết, hành không thôi. Đại bi là vậy đó. Mà dùng chữ mà mạ cho đúng, chẳng hạn như bây giờ mình muốn cầu an cho huynh đệ này, cái đầu nó nhức quá, mình muốn tụng cho bạn, thì chữ đại bi cái tới chữ mà mạ, lấy bỏ hẳn chữ mà mạ, chúng ta không xài chữ mà mạ, không ai bắt lỗi gì hết. Mà mạ, cái ý của mà mạ là sở ngã, tức là tôi là ai. Khi mình tụng đại bi tức là mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên chữ mà bỏ ra, con là ai, làm cái gì. Cầu cho huynh đệ này thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt, Phật ma ra một đế là y hay dê, tức là thế nào. Tức là mình hoàn toàn bỏ chữ mà không đụng tới. Nếu tụng như vậy thì cái công năng đại bi mới phát triển được. Còn nếu mà cứ tụng mà luôn á, tụng hoài hoài đi, 10 năm sau không bằng người đệ tử của Trung Đạo tụng 3 tháng. Bữa nào Trung Đạo sẽ có dịp cho mấy huynh đệ Trung Đạo tụng đại bi mấy tháng thôi. Cái mặt nó sáng như trăng rằm vậy đó. Rất là đẹp, bởi vì tụng đúng cái nguyên tắc luật lực tụng của đại bi. Nó rửa sạch người mình luôn, cái mặt mình đang đen tụng hết đen luôn. Nhưng mà mắt lé tụng không hết lé, thầy thử rồi, mắt thầy lé thì không hết lé. Dạ, mắt lé tụng không hết lé đâu, đừng mơ. Hôm qua thầy tới cái tiệm kiến, cái kiến nó làm cho thầy. Cái thầy cầm cái kiến ra phi trường thì rớt, còn có anh trồng mà, thầy đeo có anh trồng một thôi. Thầy mới cầm cái tiệm kiến làm cho thầy, thầy nói cái kiến mất anh trồng rồi. À, lúc đó thầy đang đeo kiến mát thì cái người quản lý hỏi vậy chứ con mắt thầy hai bên bằng nhau không, thầy nói dạ không, con mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ. Cái đó không phải ý con nói là hai cái chồng kính ở ừ. Thầy trả lời liền mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ nè, ý hỏi là cái kiến hai bên bằng độ không đó. Thầy trả lời không, mắt tôi mắt lớn mắt nhỏ, tức là mình tụng đại bi càng nhiều tính an lạc hoan hỷ càng lớn, quả vị hiểu không, chứ không phải là đắc đắc.